Livestream bốc thăm trúng thưởng tuần 7 mùa 8 Tamra Promo đã được tổ chức tại Tamra Foods Praha. Giải thưởng chính của Tamra Promo 2024 đã có mặt tại Praha từ một tuần trước và thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng khi đến mua sắm tại siêu thị Tamra Foods Praha. Trong tuần thứ 7, đã có 3 vị khách hàng ngẫu nhiên giúp ban tổ chức bốc thăm 3 vị khách may mắn tuần 7 sở hữu các giải thưởng giá trị. Theo đó, giải nhất một điện thoại iPhone 15 Pro Max đã thuộc về khách hàng Phương Lê Thị đến từ Tamra Foods Brno. Giải nhì máy hút bụi Dyson V15 Ditech Submarine đã thuộc về công ty HiTSRO Tamra Foods Brno. Giải ba máy điều hòa không khí Dyson Purifier Co. HP09 thuộc về khách hàng Jan Gavenda đến từ Tamra Foods Uchinath Laban. Nhà tài trợ đồng hành cùng tuần 7 là công ty P&G, một tập đoàn chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng đa quốc gia của Mỹ. Những mặt hàng của P&G được người dùng ưa chuộng sử dụng cho phòng khách, nhà bếp, phòng giặt và phòng tắm. Bà Lan Cao Nguyễn, đại diện công ty, đã cùng ban tổ chức thực hiện các vòng quay may mắn để chọn 10 lá phiếu tiếp theo lọt vào chung kết tranh giải thưởng chính Mercedes GLS 400D Formatic. Theo đó, 10 lá phiếu tuần 7 bao gồm một khách hàng VMT Concept SRO đến từ Tamra Foods Brno, hai khách hàng Thomas 2009 SRO đến từ Tamra Express Hochivice, ba khách hàng Petra Kvitskova đến từ Tamra Foods Praha, 4 khách hàng Hải Nam Shop SRO đến từ Tamra Express Hochivice, 5 khách hàng Hải Ngô Minh đến từ Tamra Express Brno, 6 khách hàng Thắm Bùi Ngọc đến từ Tamra Foods Brno, 7 khách hàng Văn Minh Nguyễn đến từ Tamra Express Hochivice, 8 khách hàng Anh Ngọc Lê đến từ Tamra Express Uchinath Laban, 9 khách hàng Huấn Thân Văn đến từ Tamra Foods Brno, 10 khách hàng Thị Thanh An Nguyễn đến từ Tamra Express Uchinath Laban. Khép lại tuần thứ 7, nâng tổng số phiếu lọt vào chung kết Tamra Promo 2024 lên đến con số 70. Và xin chúc mừng khách hàng Huấn Thân Văn đến từ Tamra Foods Brno đã vô cùng may mắn khi đã sở hữu 2 lá phiếu lọt vào Gala Dinner Tamra Promo 2024. Và chặng đường săn phiếu vàng của mùa 8 Tamra Promo cũng chỉ còn 3 tuần nữa thôi. Nhanh tay hơn nữa, săn nhiều hơn nữa những lá phiếu vàng để đón nhận nhiều hơn cơ hội đến gần với giải thưởng chính Mercedes GLS 400D Formatic. Tamra Promo 2024, săn phiếu vàng, lái xe sang.